Chào anh chị các bạn. Hôm nay mình gửi đến anh chị và các bạn đó chính là bộ nguồn của máy tính đồng bộ HP Compact với series và part number 503375-001, công suất 240W, hàng chính hãng tháo máy của HP. Anh chị có thể sử dụng để thay thế cho những thiết bị đã bị lỗi, hư hỏng. Sản phẩm sử dụng 3 chân cắm, 1 chân 4 pin, 1 chân 6 pin và 1 chân 6 giắc cắm vào main. Đây là những dòng modem mới của dòng đồng bộ HP. Nguyên nhân do hư hỏng những chiếc đồng bộ thì anh chị có thể thấy là do sản phẩm nguồn đồng bộ này chỉ tối đa là 240W, nên anh chị hãy lưu ý chỉ chạy và hỗ trợ những sản phẩm ít, không nên cắm quá nhiều như cạc hình hay ổ cứng hay các thiết bị ngoại vi khác để làm gia tăng cái công suất quá tải của thiết bị. Thứ hai, anh chị nên thường xuyên mang qua các trạm bảo dưỡng máy tính để vệ sinh phần bụi hoặc là những cái côn trùng nó xâm nhập vào bên trong, nó làm chạm chập cháy nổ. Thứ ba, anh chị tránh ở những nơi ẩm ướt, bụi để sản phẩm khô thoáng, hoạt động tốt hơn. Trên đây chính là sản phẩm của chiếc nguồn máy đồng bộ HP. Các dòng series anh chị có thể theo dõi ở bên dưới, bên miêu tả, chúng tôi để link. Đó chính là những dòng đồng bộ có thể sử dụng được chiếc nguồn này. Cảm ơn anh chị và các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại anh chị và các bạn ở những video tiếp theo.